Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 9, câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giêsu đang dùng bữa trong nhà thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe như thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn thử lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Suy niệm: cả ba tin mừng nhất lãm đều tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu gọi ông Matthew khi ông đang còn làm việc ở trạm thu thuế. Lúc bấy giờ ông mới đi theo Chúa Giêsu như nhiều người môn đệ khác. Sau đó, Chúa Giêsu mới chọn trong số các môn đệ lấy 12 vị đặt làm tông đồ, trong đó có Matthew. Chúa Giêsu đến nhà ông Matthew dùng bữa, và khi có nhiều người phái Pharisêu càm ràm thì người đã nói rằng: "Người đến không để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi." Và rồi người biểu họ hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu lời Chúa: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ." Như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng không một ai, kể cả các môn đệ và các tông đồ, thật là người công chính đúng nghĩa. Ngoại trừ mẹ Maria được Chúa gìn giữ, thì mọi người hết thảy đều sinh ra trong tội, nghĩa là chịu ảnh hưởng bởi nguyên tội theo chiều kích xã hội. Tuy nhiên, tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá tình trạng tội lỗi của con người, nên giáo hội không ngần ngại cất lên lời ca trong đêm vọng phục sinh: "Ôi tội hồng phúc!" Và sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi một người mà theo nhãn quan của người Do Thái bấy giờ là tội lỗi gấp đôi người thường, khiến chúng ta thêm xác tín chân lý này. Tuy nhiên, khi chọn Matthew vào hàng ngũ tông đồ, chúng ta lại nhận biết thêm một chân lý này, đó là ân sủng và tình thương của Thiên Chúa không loại bỏ các điều kiện tự nhiên phần phía con người. Chúa muốn mỗi con người chúng ta góp phần vào để tình yêu của người được hiển lộ cho chúng ta và cho tha nhân. Trong tập thể nhóm 12 thì hầu hết là thất học, không biết đọc, không biết viết. Dĩ nhiên, Matthew là trường hợp ngoại lệ. Với cái nghề thu thuế thì chắc chắn Ngài phải biết đọc biết viết. Những trang tin mừng Ngài để lại còn cho chúng ta biết cách nào đó tính cách của Ngài. Xem ra Ngài là người tính khí khá kỹ lưỡng, vì viết có trước có sau, có tích có tuồng, trích dẫn cổ ước. Văn phong, cú pháp của Ngài cũng cân đối nhịp nhàng. Chẳng hạn như tám mối phúc thật, như thể có thể phỏng đoán rằng Chúa Giêsu cũng cần một người biết chữ và cẩn thận để lo quản lý việc chung bằng giấy tờ. Ngày nay, chúng ta có thể xem đó như là ngành kế toán tài chính. Sự phỏng đoán thì có thể phần trăm thiếu chính xác, nhưng điều chắc chắn là Chúa Giêsu đã không để Ngài giữ việc quản lý, giữ tiền bạc, vì đó là việc đã giao cho ông Judas Iscariot. Mừng lễ kính thánh tông đồ Matthew, Kitô hữu chúng ta vốn thường đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc Chúa Giêsu đã chọn người tội lỗi gấp đôi người thường để đi rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, xin đừng quên rằng Thiên Chúa còn muốn mỗi người chúng ta góp phần riêng của mình. Không một ai là người vô tích sự. Ước gì chúng ta nhận biết nén bạc Chúa trao cho mình là gì qua các khả năng, để rồi sử dụng nó cho hữu hiệu vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, hầu làm vinh danh Chúa
và muôn ích cho hạnh phúc vĩnh cửu của con người.